xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Đạo Hiền Nguyên Toàn Vlog. Thì mình là Toàn, đây là ba mình. Thì bước sang năm mới mọi người, thì mình cũng xin kính chúc tất cả mọi người có một năm mới thật là vui vẻ, vui tươi và hạnh phúc với gia đình và người thân mọi người. Nói chung là chúc mọi người tất cả trừ vất vả nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Ok, có nhiều Toàn nó chúc hết rồi mọi người. Mình cũng chúc y như Toàn chúc mọi người vậy đó. Dạ. Ủa, có chúc gì hả? Không có gì khác, năm mới mà không có chúc gì khác gì nữa. Có nhiều con chúc hết trơn rồi. Cũng phải có gì khác chứ. Thôi năm mới chúc tất cả mọi người cắt tường, đại lễ cắt tường. Ok. Ok. Rồi thì hôm nay thì mình với ba mình ngồi ở đây thì cũng là tiếp tục mọi người, thì công bố mọi người. Thì mình biết là cái clip này nè mọi người là đăng là qua Tết lâu rồi. Đây là giữa tháng Giêng rồi mọi người, nhưng mà mình đã quay sẵn rồi mọi người, nhưng mà mình tải lên nó bị vấn đề mọi người, gặp vấn đề nên bây giờ mình mới đăng lại mọi người. Tại vì tải lên gặp vấn đề nó không cho mình tành đăng lên mọi người. Đó, giờ thì mình sẽ cập nhật cho mọi người sổ chuyển bệnh. Sổ chuyển bệnh. Đây. Từ ngày ba không được con. Cái nào đâu? Ba ghi đâu mọi người? Đó, 17 ca. Đúng không? Đây là sổ cập nhật mọi người, từ ngày 3 tây tháng 1 năm 2024 đến ngày 24 tây tháng 2 năm 2024 mọi người. Thì xe mình vận hành được là 17 ca. Đó, 17 ca mọi người. Thì trong vòng tháng 1 đến tháng 2 thì được 17 ca. Thì nói chung là cũng ít mọi người, nhưng mà ít thì cũng đỡ mọi người, thì đỡ tốn tiền dầu này kia. Với lại nói chung là bà con nhờ là mình đi mọi người, với lại xa hay gần nữa, thì như từ đây từ xe rác mình xuống bệnh viện xe rác mình không có ghi mọi người, đúng không? Giờ tới số như nào ạ? Số thu. Thu. Rồi ok, bắt đầu số thu mọi người. Bây giờ bắt đầu số thu nha. Tôi có đọc tên của cái nhà hảo tâm ra luôn. Ok. Từ ngày 1 tây tháng 1 năm 2024, số tài khoản gửi chú Khánh và Toàn hỗ trợ xe cấp cứu từ thiện. Cái nội dung á cả nhà. Nội dung mọi người là 300.000. Ngày 5 tây tháng 1 năm 2024, Trần Nguyễn Ái Trân, phường 1, thành phố Sa Đéc ủng hộ dầu 1 triệu, đổ dầu rồi mọi người. Có nghĩa là cái ca này chở đi thành phố rồi chở về, rồi người ta ủng hộ 1 triệu thì mình đổ dầu luôn, rồi mình ghi vô để chưa đổ dầu. Ngày 7 tây tháng 1 năm 2024, Hiếm Châu, phường 4, thành phố Sa Đéc ủng hộ dầu 1 triệu là đổ dầu luôn. 9 tây tháng 1 năm 2024, cô Ánh Salon Tóc, phường 1, thành phố Sa Đéc ủng hộ 500.000. Ngày 9 tây tháng 1, cô bên Mỹ ủng hộ 1.000 đô, đổi ra là 24 triệu. Ngày 31 tháng 1 năm 2024, chú Tạo Quang Tấn ở Mỹ ủng hộ 50 đô, đổi ra được 1.200.000. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, số tài khoản gửi cho xe cấp cứu chỉ có bấy nhiêu chuyển khoản. Chỉ có bấy nhiêu chuyển khoản, ghi nội dung mọi người, chỉ có bấy nhiêu chuyển khoản, ủng hộ 60.000. Rồi từ ngày 1 tây tháng 1 đến ngày 18 tây tháng 1 năm 2024, xe mình là nhận được là 26.060.000. Đó là tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ nha các nhà. Và bây giờ sẽ tiếp tục theo sổ chi. Từ ngày 5 tây tháng 1 năm 2024 đến ngày 16 tây tháng 2 năm 2023. 24. Ủa? Cái này là tiền sửa xe. Tiền sửa xe mọi người, xin lỗi, mình sẽ đọc lại mọi người. Từ ngày 5 tây tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 1 năm 2024 là đổ dầu. Trời, thay nhớt. Rồi hết rồi, chỉ có đổ dầu mọi người. Sài Gòn nè, Cần Thơ nè, Sa Đéc nè, như hay nhớt đó, là chi phí là 5 triệu 500. Rồi với lại ngày 16 tháng 12 tháng 12 năm 2023 nợ tiền sửa xe làm máy chiếc xe lớn, chiếc xe cũ lớn mọi người, còn lại là 46.610.000 cộng với lại 5.500.000, tức là bằng là 52.110.000. Đó thì số tiền đó còn cái hóa đơn sau triệu mấy bữa làm xe nó chưa ghi vô. Chưa ghi luôn. Đó thì tổng
tổng nợ năm cũ mọi người với lại năm mới bắt đầu mới mọi người là 52.110.000. Đó thì Mạnh Thường Quân ủng hộ được là 26.060.000, còn âm lợi là 26.050.000, là âm lợi là số tiền này là số tiền nợ lại của anh tỷ đó, nợ lại của chú tỷ đó mọi người. Thì khoản nợ tổng hết luôn mọi người là 26.050.000 đó, tóm gọn là như vậy mọi người. Đó thì nói chung là mình cũng sẽ cập nhật cái sổ chuyển bệnh rồi sẽ vận hành xe như thế nào cho mọi người xem. Thì nói chung là bước sang năm mới mọi người mình cũng vẫn làm y cũ mọi người, thì mình mong là mình sẽ có được nhiều mạnh hữu nhà hảo tâm, các nhà hảo tâm nhiều hơn và sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn và trên con đường mà mình với ba mình làm đã hiện nguyện mọi người. Mình giọng hơi khàn mọi người. Thì năm cũ bước qua năm mới, mình xin kính chúc đến tất cả các nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị trong nước và ngoài nước năm mới được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý và luôn luôn thành công trong công việc. Mình cũng vậy mọi người, mình cũng xin năm cũ bước sang năm mới mọi người, thì mình cũng xin kính chúc tất cả mọi người có được nhiều sức khỏe, làm ăn càng ngày càng phát triển hơn và sẽ được nhiều thành công hơn trong năm 2024 này. Thì mình xin nhắc lại nữa, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Đó. Ok, thì clip cũng khá dài mọi người, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy video này hay, ý nghĩa, bấm like đăng ký kênh để ủng hộ anh cho mình với ba mình. Để những video mà hay sắp tới còn giờ. Xin chào tất cả nhà, bye bye.